với lại nghe kinh pháp của mình hả sư? Có khi nó nghe là có lúc đó là mình ngủ rồi lại nó ngủ với mình, lúc đó mình Dạ. đã có nói gì đâu, mình ngủ rồi nó cũng nằm kế bên mình đi, rồi mình ngủ gác rồi đấy, rồi tới là giường đòn đòn đấy, ô bự kia kêu là ông dài. Dạ ông Dạ dài. ông dài. Vậy là kêu bằng ông dài không á sư? Ông dài, Dạ. thứ nhất là mình giữ giới, Giữ giới. đừng giết người, đừng lừa gạt ra. Dạ. Mình làm những cái việc mà có cái đức thì mình làm, mà cái việc ác mình làm tội mình không làm. Chào tất cả các bạn. Thì tôi đang có mặt tại núi Cấm để tìm một vị thiền sư có khoảng 106 tuổi. Và vị thiền sư đó có những cái câu chuyện về ngọn núi rất là hay. Khi mà sư chưa đi tu á thì sư là một người đạo Thiên Chúa. Khi sư nằm ngủ lúc còn ở chưa đi tu á thì có một người về về báo mộng cho sư là nói ông đi sai đường rồi. Có nghĩa là người ta nói là sư không phải đạo Chúa mà sư chính là đạo Phật. Dạ, sư vô hỏi năm nay sư bao nhiêu tuổi vậy sư? Hình 105. À, 105 ha. Vậy là 105 tuổi là sư ở tu ở cái chỗ thiền Bát Nhã được bao nhiêu năm rồi sư? Ở đây thì mới có 3-4 năm rồi. À. Còn mỗi lần tôi ở chỗ khác hơn nhiều. Vậy là mỗi lần thì ở chỗ khác nhiều, nhưng mà lúc trước đó, lúc mà chưa có đến đây đó, thì sư đã tịnh tu nơi nào vậy sư? Núi Bà Lội. Dạ. À, sư ông có thể kể lại cái quá trình mà lúc sư ông còn tu ở núi Bà Đội cho chúng con nghe được không sư Ôi, ông? nói đó không ra đây có gì đâu. Dạ, con có nghe nói là lúc đó là mình tu bên đó là mình tu bằng trong cái am nhỏ hay là tu Đâu cái Đông chùa? Hang. À, Tôi dạ. có hang, tôi vô Đông Hang, tôi ở Đông Hang. Cái hang đó gì là cái hang nó sâu không vậy sư? Không sao. Vậy là cũng cạn ha. Nhưng Cả mà lúc mà sư ngồi tịnh tu ở trong hang đó thì sư có giao duyên với những loại thú như là gì, cọp và rắn không sư? ở đó thì rắn lại đi cọp nhiều, Dạ. À, sư, ở sư là cọp lại hoài thôi. Rắn cũng vậy, nhiều khi nó ngủ trong hang 2-3 con đầu do mình ngủ mình gác tới thức dậy, mình thức dậy ngủ thì nằm ai nào cái lên có ra là đòn đòn là những cái chú gắn với chú cọp á lại nghe kinh pháp của mình hả sư? có khi nó nghe là có lúc đó là mình ngủ rồi lại nó ngủ với mình, lúc Dạ. đó mình đã có nói gì đâu, mình ngủ rồi nó cũng nằm kế bên mình đi, rồi mình ngủ gác rồi đấy, rồi tới là giường đòn đòn đấy, ô bự kia kêu là ông dài. Dạ ông dài. Ông dài. Vậy là kêu bằng ông dài không á sư? Ông dài. Dạ. Ông dài bữa nay là dưới là 4-5 ông quá chừng vậy, Là 4 năm ông hả sư? là 4-5 ông. Dạ, ngoài ra ông dạy như vậy còn ông hổ là mấy ông hả sư? Hổ thì 4-5-6 có khi 2-3. Nhưng mà màu màu gì vậy như sư? Màu thường thường là màu 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 vàng vàng giống như mình thấy đâu mà thú vậy đó. Dạ, chứ không không thấy bạch hổ không? Bạch hổ ha. Không, bà hổ 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 rắn á thì cũng thấy mà thấy ít. À, sư ông cho con biết là lúc mà sư ông đi tu á là năm sư ông bao nhiêu tuổi và sư ông duyên cớ vì sao mà sư ông lại đi tu sư ông? Lúc đó hai mấy tuổi Dạ. bệnh hoài
thôi đi tu. Lúc nào đi thì là mình biết đâu giờ đây thì vô thì dài thì vô đâu mấy không mà ở mà đi núi là lấy củi hay là kia đó là kiếm củi rồi xem lên đó là mới coi coi cái chỗ nào gợi ý mình gợi ý thì tôi ở thì tôi kiếm cũng đi nhiều nơi lắm, đi từ Vũng Tàu rồi Bà Rịa rồi tôi ở núi Dinh 3 tháng, núi núi Dinh rất là núi rừng cấm nữa, ở đó 3 tháng. Ở đó thì mình nói cô ta Vậy là thầy sư đi rất là nhiều nơi nhưng mà không có nơi nào thích hợp bằng cái vùng đất An Giang, vùng bảy núi này chứ hả sư? nhưng mà ăn ra thì tôi thích đấy, Dạ. thích là núi núi Gấm, núi Cô Tô. Dạ. Bây giờ đầu tiên là tôi ở núi núi Bà Đội, Dạ. ở cái lần bà đó cái lần, núi núi Bà Đội Om đó, Dạ. tôi ở núi đó mà ở núi đó không ai ở, đưa mua một tôi à, không người dân không ở nữa, họ sợ mẹ núi đó thì cọp nhiều rắn nhiều, dân không ra hạ cho mà tôi nói không ai ở tôi ở, tôi ở lại thì mình đừng đánh ta đừng đập ta thôi, rồi thì cọp rồi đem tôi cơm rồi cho tôi ăn nữa. Dạ, để vậy đi con. Dạ, sư, dạ sư ơi, sư cho con hỏi là sư chắc là một vị cuối cùng của cái núi Cấm này luôn á, tại vì Ừ, sư hết đã rồi. thọ Không, 106 tuổi rồi. không, không, ở núi là không có ai lớn hơn tôi đâu. Dạ. Mà sự linh thiêng thì ở sao mỗi người có một cái sự riêng của người ta mà biết. Còn ở đây thì đó hiện bây giờ nè, cũng còn được vài ông nhưng mà cũng nổi tiếng lắm. Dạ. Mà thành nhiều là người ta coi mấy ông cũng cũng thầy vậy Dạ. nhưng mà không có tu theo Phật đâu. Mà mấy chú có một chuyện gì á thì nói với sư ông đi, còn mà không có thì để tại sư ông giờ này xong nghỉ trưa rồi. Dạ. Xong ăn này nữa không? Cái câu hỏi nhỏ tại vì trong tâm con nó cũng gắt gỗ hay sao? Là sao ông biết cái con đường nào mà nó giải thoát không chứ À, cơ không? bản giải thoát. Dạ. Cái đó là ít ít cho người hỏi. Dạ. Nhưng mà giải thoát tôi thấy là có giải thoát. Thứ nhất là mình giữ giới. Giữ giới. Đừng giết người. Đừng lừa gạt ra. Dạ. Mình làm những cái việc mà có cái đức thì mình làm. Mà cái việc ác mình làm tội mình không làm. Dạ. Đó. Cái việc thiện thì làm. Mà là ác không làm, cái đó là cái quan trọng nhất á. Dạ. Dạ mình có ăn chay Ăn hay chay, ăn chay giữ bởi giới vì trong kinh Phật dạy những người còn giết chúng sanh, còn nuốt chúng sanh, còn ăn chúng sanh không phải định Đức Phật. Mà Phật cho là loài la sát, sau khi quả báo hết rồi phải dùng tấm thân để khổ, đã tan cõi không ra khỏi thì còn đường nào mà chứng Đức bằng của Như Lai. Đó là lời dạy rõ ràng quyết định thứ hai của các đức Phật tôn là nó đó là nó của Phật Dạ. khác với là nói đó là nó của Thiên Ma 3 tầng Dạ. ta trong kinh nói vậy thành thử ra tôi thấy đó là bắt đầu phát dạy cần giết chúng sanh còn nuốt chúng sanh và ăn chúng sanh con rắn con ruột là con gà được là chúng sanh thành thử ra mình ăn đó mình ăn chúng sanh không được thôi bây giờ mình ăn ăn chay. Dạ. Mình có chuyện ra là cái gì tôi hỏi bây giờ thì mấy ông tương tưởng mới nói ăn chay là mình ăn những mà cái gì mà không có sanh mạng Dạ. không phải con gà được hình là người ta không có cái gà được không có không không giết chúng sanh không ăn chúng sanh không nuốt chúng sanh mình ăn cây cỏ cái gì nó thụ vậy mà lao rác rồi đó cái gì là không có sanh mạng á mình Dạ. cấp tắt cái gì không có sanh mạng thì mình ăn Dạ. còn có thương nào thì mình đừng lên ăn đó thành ra tôi bắt đầu tôi ăn ra luôn Dạ. đó hồi đó đâu phải dễ dầu dẫn trai mà tôi làm chúa nữa Dạ, thầy sư nghe sư nói sư là đạo Thiên Chúa nhưng mà cái cơ duyên nào mà sư đưa đến sư bây giờ thành đạo Phật như sư? bởi vì tối tôi ngủ á mấy lần thấy 4 lần thấy các vị nói ông đâu 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 phải đạo chúa
ông đi lộn đường rồi. Dạ. Ông là lão Phật và cho thấy tôi khuôn mặt bắt đầu nhập sinh nữa. Hồi đó tôi chưa biết mà tôi thấy rồi, sao mà tôi mặc đồ nhập sinh đến tôi thấy là cái diễn giảng của tôi cái hồi trước thì là tôi làm vậy yeah. Tôi thấy là tôi làm nhập sinh hồi trước kia giờ trở lại là muốn nhập sinh nữa. Thật ra mình nói là mình tu mình thôi rồi bây giờ mình chọn đường có đường chọn đường mình tu nên tôi không biết biết tôi làm sao đâu. Dạ. Tôi là thằng Chúa mà. Dạ. Tôi làm linh mục mình Chúa mặc đồ thường đâu có mặc đồ này. Dạ sư, chỉ là tu là một cái con đường là giải thoát cuối cùng của con người phải không? Mình tu có đường này là con đường giải thoát. Dạ. Khi mà mình thấy mình không còn biết chúng sanh, dạ. Mình không còn biết con gà, con gà hay là con cá, tất cả là chúng sanh hết. Đó, mình là chúng sinh tâm minh, nó là chúng sinh tâm minh, mình là chúng sinh tâm hình, mình không giết nó thì đó, mình mới bắt đầu mình trở lại con đường sống không sát sanh, mình ăn chay, mình ăn những cái gì mà không có sinh mạng thì mình ăn đó. Cho sư ông ngủ thì cũng đến giờ để cho sư ông ngủ rồi thôi. Được không sao? Dạ.